Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Cái chủ đề mình đưa ra ngày hôm nay thì chắc là các bạn game thủ hay chơi game trên điện thoại thì sẽ quan tâm đến rất là nhiều. Đây là có thực sự chúng ta cần quan tâm về FPS 90 khi chơi game trên smartphone này là không? Mình đang nói ở đây 90 tức là lấy cái mốc nó vượt trên cái mức 60 bình thường mà thôi. Chứ còn bây giờ mình biết là đã có rất nhiều thiết bị hỗ trợ những tựa game với tần số quét lên tới là 120, thậm chí là hơn. Ví dụ như những tựa game như là PUBG Mobile phiên bản Trung Quốc này thì cũng đã có, hay một vài những tựa game đua xe, một vài những tựa game hỗ trợ cái mức FPS 120 ấy. Nói chung thì hôm nay mình sẽ muốn bàn về cái mức FPS cao trên smartphone thì nó có hợp lý hay là không. Dùng cái từ hợp lý thì nó sẽ mang cái suy nghĩ của bản thân mình. Còn cái việc lựa chọn cái mức FPS như thế nào để mà chơi cho nó sướng hay không thì nó lại phụ thuộc vào cách chơi của từng người khác nhau. Và mình sẽ chỉ muốn đưa ra quan điểm của bản thân một chút xíu mà thôi nha. Rồi, đầu tiên thì hãy nói về cái mức FPS thật là cao trong quá trình mà các bạn chơi game. Thì mình phải khẳng định một điều, FPS càng cao chơi game càng sướng. Các bạn chỉ cần chơi những tựa game với nhịp độ cao như là bắn súng. Ví dụ các bạn chơi PUBG, bây giờ PUBG trên con OnePlus này, chính hãng Việt Nam luôn ấy, cũng đã mở mức 90 rồi. Và sắp tới đây nó cũng sẽ được mở cho rất nhiều sản phẩm có cái màn hình tần số quét cao 90Hz rồi 120Hz. Rồi rất nhiều những cái tựa game liên quan đến đua xe mà các bạn chơi ở mức FPS 120 ấy, mình có thể khẳng định luôn là nó rất sướng. Nếu không muốn nói là nó sướng hơn khá nhiều so sánh với mức FPS 60 trên cùng những thiết bị đó. Mà khi các bạn đã quen với cái mức FPS 120 rồi thì để quay lại cái mức FPS 60 nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy có đôi chút sự khó chịu nhẹ. Đó là những thứ mà mình phải khẳng định luôn và ngay. Nhưng đánh đổi lại cái mức FPS 90, 120 đó kéo theo rất nhiều thứ khác. Thứ nhất, đó là phải yêu cầu cái màn hình của những thiết bị đó phải hỗ trợ tần số quét là 120Hz, là 90Hz. Và đương nhiên cái đó thì nó là một cái xu hướng tất yếu của năm 2020 rồi. Hầu như mẫu flagship nào ra mắt ở thời điểm năm nay ít nhất cũng phải có màn hình 90Hz. Ví dụ như là P40, P40 Pro hay là 120Hz như là Samsung, Oppo, OnePlus thì nó quá quen thuộc rồi. Cuối năm nay thì mình không rõ là Apple có lực bỏ cái màn hình 120Hz hay là không. Nhưng nếu như có thì mình tin là năm sau chúng ta sẽ có nhiều tựa game được hỗ trợ hơn. Nhưng mà năm nay nếu mà vẫn không có thì đó là câu chuyện khác, chúng ta sẽ bàn đến sau nhá. Và mình thực sự thất vọng nếu như không có đấy. Rồi, quay trở lại, cái màn hình phải hỗ trợ trước đã. Cái thứ hai, cái này còn quan trọng hơn nhiều, đó là hiệu năng của những thiết bị ấy phải thực sự mạnh mẽ mới được mở cái mức FPS cao. Đương nhiên, nếu như các bạn sử dụng những thiết bị với cấu hình quá yếu thì nó sẽ không thể nào kéo được cái mức FPS lên cao 120fps được. Tại vì rõ ràng là cấu hình mà yếu thì làm sao có thể đáp ứng được mức khung hình cao như thế, đúng không? Màn hình 60Hz, chơi game với mức FPS 60, máy chỉ phải xử lý tầm khoảng 60 khung hình trên một giây mà thôi. Nhưng nếu là 120 thì phải xử lý gấp đôi, nặng gấp đôi 120 hình trên một giây. Thì các bạn hiểu, CPU phải làm việc gấp đôi, GPU phải làm việc gấp đôi. Thế thì hiệu năng phải thực sự mạnh mẽ mới có thể gánh được vấn đề này. Kéo theo đương nhiên chi phí để các bạn có thể trải nghiệm được cái mức FPS cao như thế cũng rất cao. Bởi vì hầu như sẽ chỉ có thể chơi được trên những mẫu flagship rất cao cấp mà thôi. Và các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Tiền không phải là lá mít, đúng không? Rồi, bây giờ quay trở lại với mức FPS 60 quen thuộc từ trước cho đến nay. Thì hầu như là phân khúc mức giá nào cũng được, các bạn chơi thả sản phẩm nào cũng được, tầm trung cũng đã có thể chơi được những tựa game với mức FPS 60 rất ngon rồi. Bản PUBG, những sản phẩm chip đấu 7 cũng đã có thể chơi được mức 60 rất là ngon. Thế thì các bạn nghĩ sao? Rõ ràng mức chi phí là vấn đề đầu tiên. Vấn đề số 2 đó là các bạn có thực sự cần 90Hz hay là không? Mình có thể lấy ví dụ như bản thân mình chơi game một vài tựa game quen thuộc thôi. Ví dụ như mình bắn Call of Duty cũng tập tuệ rồi, mình chơi Liên Quân Mobile, hai tựa game này vẫn có thể chơi thoải mái được mức 60fps. Thậm chí như Liên Quân Mobile nó là những tựa game MOBA thì cái việc mà các bạn đẩy lên cái mức FPS ví dụ như 120, mình nói thật với các bạn là cũng không cần thiết. Tại vì sao? Tại vì cái quan trọng là nó phải hiểu được và nhận được những cái combo của các bạn. Và cái điều đấy nó quan trọng hơn cái việc cái hình ảnh thể hiện mượt mà như thế nào. Bởi vì MOBA nó khác so với những tựa game FPS hay những tựa game đua xe. Thế thì rõ ràng 90Hz cũng không để làm gì cả. Quan trọng phải là cái độ nhạy của cảm ứng, cái tốc độ phản hồi của cảm ứng và cái độ trễ của cảm ứng phải thực sự rất là tốt. Và điều này thì các bạn cũng có thể thấy là iPhone làm luôn luôn rất tốt từ trước cho đến nay. Bây giờ thì không phải là tốt nhất nữa rồi nhưng mà nó thực sự vẫn rất là tốt. Thế nên khi mà chúng ta chơi những tựa game ví dụ như là Liên Quân, ví dụ như Call of Duty trên những sản phẩm như là Apple iPhone, như là iPhone 11 á, nó có đang có mức giá vào khoảng tầm 18 triệu chính hãng cho phiên bản 64GB mã VNCDA tại 7net á, thì thực sự là nó vẫn cho trải nghiệm rất là ngon. Và như mình đánh giá thì khi mà mình chơi Liên Quân, chơi trên iPhone vẫn sướng hơn so với những thiết bị chạy Android.
Cái đó mới chính là thứ mà nó thực sự là quan trọng nhất. Cái sự tối ưu nó như thế nào. Cũng như khi mà các bạn chơi game ở cái mức FPS 60, nó sẽ khiến cho cái máy của bạn giảm tải đi vấn đề phải xử lý, yêu cầu cấu hình thấp hơn. Và cái quan trọng hơn cả là cái hệ thống tản nhiệt của cái máy nó nhẹ nhàng hơn. Đó, nếu như các bạn mà chơi mức FPS 120, trước đây mình có thử chơi con ROG Phone 2 ấy, nó chạy Snapdragon 855 Plus, máy nó nóng lên một cách kinh khủng nhanh luôn. Và khi mà máy nó nóng lên thì FPS sẽ bị sụt. Các bạn sẽ phải sử dụng những cái hệ thống tản nhiệt bên ngoài, ví dụ như quạt tản nhiệt thì nó mới thực sự là ổn được. Hay thậm chí với những sản phẩm như OnePlus 8 Pro như này, Snapdragon 865 rất mạnh, nhưng nếu các bạn chơi ở mức FPS 90, mình có thể khẳng định một điều, đôi lúc nó vẫn sẽ bị sụt FPS xuống cái mức tầm 6 mấy mà thôi. Và những lúc như thế này thì trải nghiệm thậm chí có nhiều anh em có chia sẻ, nó không ổn định mà nó không sướng mà nó không thoải mái được bằng cái việc nó cứ đều ở mức 60 FPS. Thế thì các bạn nghĩ sao? Điểm yếu của smartphone vẫn luôn luôn là vấn đề tản nhiệt. Tại vì không phải sản phẩm nào cũng có thể nhét được một cái quạt tản nhiệt vào giống như thiết bị của Nubia, của dòng Red Magic. Và đương nhiên, tản nhiệt trên smartphone kém, kéo theo nhiệt độ của máy nóng lên, người dùng cảm giác khó chịu và FPS cũng sẽ bị sụt sau một khoảng thời gian. Đấy cũng chính là lý do vì sao nếu như các bạn chơi những tựa game như là PUBG Mobile ở max setting trên iPhone sau một khoảng thời gian rất là dài, đâu đó 1-2 tiếng, máy nó bị nóng lên quá nhiều thì sụt FPS cũng là một chuyện sẽ gặp phải mà thôi. Đó, vậy thì các bạn nghĩ sao? Đánh đổi lấy cái việc chơi game ở mức FPS 90-120 sướng hơn, nhưng máy phải mạnh hơn, màn hình phải mượt hơn, yêu cầu phải cao hơn, hay là máy nóng nhanh hơn, FPS có thể sụt, biên độ dao động nhiều hơn. Đấy, quan trọng hơn cả là đốt pin cũng sẽ nhiều hơn. So sánh với cái việc các bạn chơi game trên màn hình 60Hz, FPS 60, máy sẽ giảm tải cái vấn đề xử lý đi, yêu cầu máy cấu hình cao cũng không cần đến mức quá cao cấp. Hoặc thậm chí là các bạn có thể chơi được rất ổn trên những mẫu iPhone từ cách đây vài năm, như là chơi Liên Quân trên iPhone 8 Plus chẳng hạn, thì đó cũng đều là những cái sự lựa chọn của mỗi người khác nhau. Và thậm chí có rất nhiều bạn cũng chia sẻ đây, chơi game với mức FPS 90 và mức FPS 60 trên smartphone thì nó cũng không tạo ra được nhiều cái sự khác biệt giống như cái việc mà các bạn chơi trên máy tính. Thế nên cái việc chọn 90 hay 60 thì nó cũng không khác biệt nhau quá nhiều về quan trải nghiệm tổng thể. Thế thì các bạn nghĩ sao về những cái vấn đề này? Rõ ràng như mình đánh giá chơi game FPS càng cao càng sướng, nhưng nó chưa phù hợp, ít nhất là ở năm 2020 như thế này, cho dù nó đã phát triển qua khá nhiều năm rồi, ít nhất là khoảng tầm 3 năm, từ năm 2017 nếu mình không nhầm, từ chiếc Razer Phone thế hệ đầu tiên đã có màn hình 120Hz, cho đến bây giờ rất nhiều năm, trải qua rất nhiều bản cập nhật, rất nhiều tựa game cũng đã hỗ trợ rồi. Nhưng mình tin chúng ta vẫn còn cần nhiều thời gian hơn nữa, bởi vì công nghệ trên smartphone vẫn bị giới hạn bởi một thứ, đó là nhiệt độ. Bao giờ giải quyết được vấn đề này, mình tin chắc sẽ có nhiều những cái tựa game được hỗ trợ với mức FPS cao hơn, chơi game sẽ còn sướng hơn nhiều nữa cơ. Nhưng bây giờ mình tin 60 FPS vẫn tốt hơn. Đó là những chia sẻ của mình về chủ đề này. Các bạn nghĩ sao, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phím dưới nhé. Đừng quên là những chiếc iPhone với mã chính hãng Windows Store như là iPhone 11 này, hay iPhone 11 Pro Max, hay là những sản phẩm cũ hơn như iPhone 8 Plus cũng nào có mức giá rất là tốt tại Xiaomi.net. Lưu ý là hàng chính hãng Windows Store nên đừng so sánh với hàng sách tay, lại còn hàng cũ nữa nha. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.